bạn đã quay lại với kênh An Trường An của mình. Chúc các bạn sức khỏe, hạnh phúc bên gia đình. Và trong chương trình hôm nay, vợ mình sẽ gói bánh để đón Tết cổ truyền rằm tháng 7, một nét đẹp của văn hóa vùng cao ATK Thái Nguyên quê tôi. Xin mời các bạn quay trở lại với vợ mình. Hôm nay vợ mình sẽ hướng dẫn các bạn gói bánh chưng. Và các khâu chuẩn bị thì như sau, gồm có bột canh, đây các bạn ạ, bột canh, mì chính này, rồi mì chính, hạt tiêu, và tiếp theo là rượu, và cuối cùng là thịt nữa. Thịt thì các bạn thái nhỏ và dài nhá, rồi dây buộc các bạn ạ. Dây buộc đây, dây buộc cổ truyền theo dân tộc của mình đây. Và lá các bạn ơi, lá rong nhá. Đấy, các bạn, lá rong thì lau sạch. Đấy. Và một con dao nữa nhé các bạn nhé. Và nguyên liệu chính nhé các bạn nhé. Nguyên liệu chính là gạo nếp này, nếp cái hoa vàng này, cộng với đỗ đây nhé các bạn nhé. Đây, đỗ đây mình đã chuẩn bị sẵn rồi đây. Và chúng ta đã chuẩn bị xong nguyên liệu xong các bạn ạ. Và bây giờ chúng ta cùng trộn và gói bánh thôi. Và bây giờ mình trộn tất cả các cái gia vị vào. Đầu tiên là muối này. Rồi cho mấy ít muối này. Mà tiếp theo là mì chính này các bạn ạ. Rượu nữa nha các bạn nhá. Và đỗ thì chúng ta cho một ít bột canh vào các bạn ạ. Trộn đầy đủ gia vị thì nó mới ngon, ít mì chính nữa nhá. Hạt tiêu nữa nhá các bạn nhá, cho tí hạt tiêu cho nó thơm. Và chúng ta trộn đều lên để cho gia vị nó được được thấm vào hạt gạo nhá. Đỗ cũng như vậy, tương tự cũng trộn đều là các bạn ạ. Và tiếp theo là mình lau lá nha các bạn nha, dùng rẻ sạch để lau lá và chuẩn bị gói bánh thôi. Những khâu chuẩn bị là rất quan trọng các bạn ạ. Mà các bạn ơi, lá rong thì chúng ta phải loại bỏ cái sống của nó đi nhá, thì mình mới có thể gói được. Đấy các bạn có nhìn thấy không? Thank you.
Xinh xắn đúng với chất đậm của làng quê. Mà thì mình cũng đã chờ rất lâu để thưởng thức cái món bánh này, để mình xem sẽ thưởng thức cho các bạn xem mùi hương và cảm giác của nó như thế nào. Mình bắt đầu thử nha. Mình test thử một miếng xem thế nào, là các bạn có nhìn thấy ngon không? Đấy. Thịt với đỗ quyện với nhau mà mình thử các bạn xem nhá. Ngon quá các bạn. Thì hương vị thế nào thì mình sẽ tải cho các bạn được biết. Thì mùi thơm của lá rong cộng với mùi thơm của hương nồng của đỗ với lại là thịt quyện vào thì rất ngon các bạn ạ. Cảm giác ăn một miếng lại cảm thích ăn nữa. Đấy. Nếu mà các bạn đang mà đã xem video này cảm thấy hay và bổ ích thì các bạn hãy like và share và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để được xem những video tiếp theo của mình.